Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc quý nhão tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Dương Hậu trao 500 ngàn của chị Nguyễn Kim Nguyệt và 500 ngàn của anh Giang Mô Tô hỗ trợ cho cháu Kha bệnh bại não bại liệt từ nhỏ, thuộc hộ nghèo khó khăn, cha mẹ thì ly dị sống bà nội, ông nội thì bệnh tai biến đã qua đời. Đây là cháu Kha. Chị ơi, cho Dương Hậu trao 1 triệu của chị Nguyễn Kim Nguyệt 500 với anh Giang Mô Tô 500 hỗ trợ gia đình. Cho tiền cho thằng Kha nó mua sữa, mua thuốc cho nó uống với ô tô đó. Cảm ơn nhà hậu tâm. Mấy hôm nay nó mua cho cháu thuốc đúng không? Cũng có nữa mà thuốc hết rồi cái bắt đầu nó hơi uống ít rồi nó cơ nó dòng dạ. Hai mặt gia đình cũng xin cảm ơn chị Nguyễn Kim Nguyệt và anh Giang Mô Tô hỗ trợ chương trình này. Chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe và hạnh phúc thật nhiều bên gia đình. Đây là việc làm công đức ngàn lượng. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909 8469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này. Hy vọng rằng qua video này được nhiều giọt tâm giúp cho bạn.